Bệnh nhân bị gáy mắt cá trong và ngoài, gáy đầu dưới xương mác đi lệch khá là nhiều. Bệnh nhân là Nguyễn Văn Loan, 50 tuổi, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội. Gáy mắt cá trong và ngoài, cẳng chân trái. Qua lai sang chậm nó khâu mình vào. Bác đi đâu mà gáy xương này hả bác? Chở mấy quả đậu tương đây. Đây, mấy cái quả đậu dưới chân đấy, mấy bó đấy, cái xe lôi đấy. Chở có 3 quả. Bác bị với mắt cá nhá, trong dạ. Ngoài, xương chày, xương mác. Với mắt quá. Trong là mắt cá ngài, xương mác và gáy đầu mình dưới xương mác. Thấy sáng nay mình đến mình thấy đông dấm thì mở quá nha này anh nào đẹp. Có ngay bàn này đẻ, sẽ nhẽ ở phải nhẽ cắm hàn về đi để đẻ. Cái ấy nó đẻ có ít thì. Rồi, bác anh nhẽ. Cái này bỏ phải ra đấy. Lọc rồi. Cái này là cái gì đây này, nót cho nó êm. Êm nó phải cứng, nó mềm. Chịu khó đau tí nhá. Năm nay bác bao tuổi rồi? 50. 50 à? 5 rồi. Vâng, đợi, còn năm bao tí không? Năm đấy. Ôi trời ơi. Chặt khớp vào mình phải nắn đây. Gáy đôi xương hai mắt cá này gáy được. Nắn vào cho cái xương nó thẳng vào. Vâng ạ. Thẳng vào. Chấp nhận là đau lắm. Thôi được rồi, yên tâm, thằng này bị này là kịp ăn Tết. Kịp ăn Tết là không phải làm gì nữa. Kịp nhận. Ngày kia. Ôi giời. Đấy, chủ quan thì tẹo đấy. Tết thì cái xe Tết thì không được đi chơi chạy nhảy bình thường rồi. Đã gần đổ rồi chứ chưa cần. Thì đến bó lên đây. Đi lâu không hả? Đó, tầm 15 20 ngày là khỏi đúng không ạ? Xe đỏ đây. Vâng. Xe này. Tết là chạy nhảy bình thường mà. Thay luôn chân trống. Đây bác nhìn này, cuốn này. Đấy. Nói với chân trống này thì chưa vết thương nha. Chưa ra được chưa anh? Cháu chưa vết thương rồi đấy. Vâng. Bác muốn khỏi, muốn thích đi bình thường thì Tết đi bình thường thì bác cho bà thuốc uống đó. Vì rất là nhanh khỏi. Cứ cho cả thuốc uống à. Vâng. Này mổ là lâu. Này bó là này. Cái này thì bó ra 15 20 ngày là êm ngay một cái gì cái này. Cái xương này là thực ra là gáy nhẹ không phải gáy nặng, quá nhẹ. Là nhẹ. Nhưng mà nhân gáy cổ đùi ấy. Vì gáy đùi có bó. Bó được này. Như bà Dũng bên này là gáy cổ đùi này. Bà Dũng với bà chắc đây chú làm cho bà Dũng với bà thơ trên này đấy à? Vâng. Bà trước cũng thì lúc đấy cô nó xuống thì là cô nó bảo này gáy cái đùi chỗ đây thì chú bó được không? Cháu bó xe xương gì cháu bó được. Xương gì cháu bó được. Thế sao chị thơ bảo là bác gáy trên này thì bó được. Rồi của bác xong nhá. Rồi. Sao bác ở trên loa này cũng bó được. Ừ. Thôi bác đừng nói chuyện nữa. Bác gặp nhá. Cái hàng ngày thì bác gái mình đổ rượu đây cho cháu nhá. Ngày 3 lần. Sáng, trưa, chiều, tí bó nhức tăng lên một tí. Thứ hai là tí máu tụ sẽ đẩy ra ngoài này, cả bán thân xương vùng lên kệ nhé. Máu tụ đẩy ra là tốt nhé. Nên thứ hai là cái thuốc uống tí cho bác thuốc uống thì thuốc uống thấy hàng ngày. Bác điều trị này cho cháu tầm 15 đến 20 ngày. Đó, có thể tập đi được rồi. Tiên khen tốt cho cháu nhé. Đi lại, đi vệ sinh đại tiện, tiểu tiện thì bầu người nhà phải phụ vào nhé. Vâng, mang hồ hồi luôn tại bác không được ạ.